Sau thất bại trong cuộc chiến với Đại Việt lần thứ hai, vua nhà Nguyên hạ chiếu bãi đạo quân sang đánh Nhật Bản, dồn thuyền chiến lên kế hoạch tái chinh phạt Đại Việt. Sau chiến thắng Mông Nguyên lần thứ hai năm 1285, vua tuyên phong cho những người có công và trị tội những người đã quy hàng giặc. Qua năm sau, vua cũng cho tha tất cả tù binh Nguyên gồm 50.000 tên. Đồng thời, nhà Trần chú trọng hơn đến việc củng cố quân sự. Tất cả số dân trong cả nước được kiểm tra để xác định lại số trai tráng đi lính, phòng khi lại xảy ra chiến tranh. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục quyển 7, mặt khắc 43 chép: Bính Tuất năm thứ 2, 1286, Nguyên năm Chí Nguyên thứ 23, tháng Giêng mùa xuân, tha cho tù binh nhà Nguyên được trở về nước. Tháng 6 mùa hạ, hạ chiếu cho các vương hầu trong Tôn Thất chiêu mộ binh lính. Tháng Giêng năm Bính Tuất 1286, triều đình nhà Nguyên hội bàn kế hoạch đánh chiếm Đại Việt. Thác Hoàng vẫn thống lĩnh toàn quân. Lần này, nhà Nguyên chú trọng đến việc xây dựng một lực lượng thủy quân hùng hậu. Các tỉnh sát biên giới Đại Việt được lệnh mộ quân, sắm sửa lương thực và khí giới. Đặc biệt, việc đóng thuyền chiến được tiến hành gấp rút. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục quyển 8, mặt khắc 1 chép rằng: Nhà Nguyên lấy quân ở ba tỉnh Giang Hoài, Hồ Quảng, Giang Tây, tất cả 7 vạn người và 500 chiếc thuyền. Quân ở tỉnh Vân Nam 6.000 người và quân giống người Lê ở bốn châu hải ngoại 1.500.000 người. Với số quân có thể tới vài chục vạn, nhà Nguyên sẽ cần huy động một lượng lương thực khổng lồ đem theo. Cuối cùng, quân Nguyên chỉ để lại một số lương vừa đủ ăn cho cuộc hành quân, còn lại sẽ tải lương bằng đường thủy. Trương Văn Hổ được cử áp tải lương bám theo đoàn thuyền chiến. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục quyển 8 mặt khắc 1 chép: Trương Văn Hổ tải 17 vạn hộc lương, sử cũ chép là 70 vạn, để tiếp tế cho quân ăn. Tin tức về việc chuẩn bị của quân Nguyên đã được cấp báo về cho triều đình ngay từ rất sớm. Bấy giờ, các quan trong triều đề nghị cho chọn trai tráng khỏe mạnh để xung thêm vào lính, nhưng Hưng Đạo Vương không đồng ý. Ông nói, quân lính cốt phải tinh nhuệ, không cần phải nhiều. Cứ xem như Bồ Kiên ở Trung Quốc, có quân hàng trăm vạn cũng có làm gì được đâu. Vì thế nên không tuyển thêm quân nữa. Trong một buổi luận bàn cùng Hưng Đạo Vương, vua Trần Nhân Tông hỏi: Thế giặc năm nay thế nào? Hưng Đạo Vương trả lời: Lần trước, nước ta do sống Thái Bình lâu năm, dân chưa quen việc binh, cho nên khi quân Nguyên xâm lấn, ta gặp nhiều lúng túng, hoặc có người đầu hàng trốn lánh. Nay chúng lại sang thì quân ta đã quen việc đánh dẹp, còn chúng thì phải đi xa và đã từng bị bại, không có lòng chiến đấu nữa. Cứ ý thần xem thì tất đánh tan được. Cuối năm 1287, quân Nguyên chia đi các ngã đường. Hướng tiến quân trên bộ của quân Nguyên lần này cũng giống như lần trước, để có danh nghĩa đánh Đại Việt, Hốt Tất Liệt phong cho Trần Ích Tắc làm An Nam quốc vương, mượn tiếng đưa ông ta về nước để đem đại binh sang xâm lấn. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục quyển 7 mặt khắc 43 chép rằng: Sai đóng 300 chiếc thuyền, định đến tháng 8 kéo ra Khâm Liêm hội với quân ba tỉnh Giang Hoài, Hồ Quảng, Giang Tây, mượn tiếng là đưa Trần Ích Tắc về nước Nam để đem đại binh sang xâm lấn. Tin tức về việc chuẩn bị của quân Nguyên đã được cấp báo về cho triều đình ngay từ rất sớm. Thượng hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông đã lệnh cho các vương hầu chỉnh đốn binh mũ,
để ngày đêm tập luyện, đồng thời chuẩn bị vũ khí, lương thực và đóng thêm tàu thuyền. Trong khi đó, Hưng Đạo Vương cho các tướng đem quân đi đóng các nơi hiểm yếu. Tướng Trần Nhật Duật đóng quân ở phía Bạch Hạc sông Thao. Hưng Đạo Vương cùng các con trấn giữ phía Bắc Giang, Lạng Sơn. Còn Trần Quang Khải lo phía Nam và bảo vệ hai vua khi cần rút khỏi Thăng Long. Tướng Trần Khánh Dư phụ trách vùng biển Vân Đồn.